Kính bạch chư tôn hiệp đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đông đảo Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục tham khảo về Thiền Lâm Bảo Huấn do ngài Đại Huệ Tông Cảo biên soạn, lời dạy của tất cả các chư tổ từ trước cho đến đời của ngài. Tức là từ cái đời nhà Đường sang đến đời nhà Tống. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm Quý Mão, coi như là cái ngày đầu năm của năm mới. Thì trước hết thì tôi xin nguyện cầu hộ an tâm bảo thì từ gia hộ cho toàn thể tăng ni thân khỏe tâm an và tinh tiến trên con đường tu tập, và cũng kính chúc cho toàn thể quý nam nữ người hiện tiền được bất bảo bình an, tăng phước tăng thọ, bồ đề tâm tăng trưởng, tu hành cho đến ngày viên mãn. Trước hết thì tôi xin kể về cái tiểu sử của ngài Tuyên Phong, bởi vì ngài Đại Huệ trích dẫn lời dạy của ngài Tuyên Phong Nghĩa Tồn. Ngài đã trải qua cái nhiều năm gian khổ tìm thầy học đạo, và cuối cùng ngài đã được chiến thắng triệt để. Và tôi kể đến cái giai đoạn của ngài ở chỗ mà thăm, tức là thành thầy học đạo, thì ngài là họ Tằng, quê ở Nam An Tiền Châu. Ngài sinh trong gia đình của một Phật tử, cha mẹ thờ Phật từ nhỏ, ngài không có chịu ăn thịt cá. Thì ngày nay cũng có nhiều người cũng có trường hợp không những không ăn thịt cá mà sữa mẹ cũng không bú nữa, mà bế tắc quá là ông bà nội phải nấu con để chắc nước con hoặc là nấu cháo rồi loãng là cho đường vô để uống thôi. Rồi thì chúng ta thấy ngày thở nhỏ cũng đã không ăn thịt cá. Còn trong nôi mà sơ nghe tiếng chuông hoặc tràng phan, hoa hương, tưởng Phật, Bồ Tát liền cười. Tức là nghe tiếng chuông, thấy hình tượng hoặc thấy chư tăng ngài nó vui vẻ. Đây là cái thiện căn đời trước đã gieo sâu rồi. Cũng như ngày nay các vị thấy ở trên mạng có một đứa bé tên là Lily, nó ở bên Mỹ. Mà cha mẹ thì đi cầu con, rồi một hôm mà đến cái chùa con thường đến nữa, mới ra cái tượng Đức Quán Thế Âm vào cái lúc buổi của trưa, rồi xin cầu tự. Rồi một hồi qua cái trong mặt cái xỉu, rồi sau đó thì là biết mình đã mang thai và sanh ra một đứa trẻ chỉ mới có 4 tuổi thôi, nhưng mà nói ra toàn những cái lời của cái bậc tổ sư đã kiến tấn. Hiện nay đứa bé này cũng có về Việt Nam gặp một vị sư ở núi Bà Rịa Vũng Tàu, cũng có sự trao đổi. Đó là một cái điều đặc biệt. Nhưng mà nếu được một minh sư kiến tấn thì các ngài hướng dẫn thì đứa bé này sẽ được thành tựu đạo quả, thì độ được vô lượng vô biên vô số chúng sinh, lợi ích lớn. Nhưng mà nếu không gặp được cái bậc minh sư hướng dẫn vào con đường không đúng với chánh pháp thì cũng là cái không lợi ích gì cho đạo. Thì chúng ta thấy ngài ra thở nhỏ còn nằm trong nôn mà nghe tiếng chuông hoặc thấy tràng phan bỏ cái, qua hương tượng Phật, Bồ Tát thì ngài nó vui cười.
Đây là một cái nét đặc biệt biểu lộ của một cái người xuất cách, cũng là bậc thượng sĩ sau này. Cho đến năm 12 tuổi, ngài theo cho đến chùa Ngọc Giảng ở Bồ Điền, thấy luật sư Khánh Quyền thì ngài liền đảnh lễ và nói với ngài Khánh Quyền cũng như cha mẹ rằng: đây là thầy của con. Tức là ngài đã biết được cái túc duyên cái đời trước, và thấy đây là biết là thầy của mình đi nhiều đời rồi. Rồi ngài lại đây cho đến năm 17 tuổi mới được xuất gia. Sau đó ngài đến chùa Bảo Sát ở Ung Thê thọ giới cụ túc, và ngài đi qua các cái chỗ thiền hội, tức là nơi nào mà dạy về thiền thì ngài đều đi qua. Có những người đó, ngày nay họ cũng biết nữa, ví như có một cái Phật tử ở đây, là có một cái người anh rể, và hai vợ chồng người này chị ở bên Canada, thì họ thích về cái nhân địa và cũng thấy được cái quá khứ, cho nên trị bệnh người ta cũng có hiệu quả. Thì cái cô em á muốn cái chú này quay về cái thiền, cho nên hướng dẫn một hôm cái chú lên mới chịu năm lần bảy lượt mới chịu khó đến đây gặp tôi. Thì hỏi về thiền tôi cũng giới thiệu sơ lược qua, và trở về gia đình nói với anh chị em rằng ổng là thầy của anh ba đời trước, tức là ba đời trước tôi là thầy của vị đó. Nhưng mà ngày nay khuyên tu thiền thì lại là không chịu, mà lại thích về nhân điện để cứu giúp người thôi. Đó là cái điều rất đáng tiếc. Thì chúng ta thấy ngài như là thấy được thầy mình, thì nói với ngài Khánh Quyền: ngài là thầy của con, xin cha mẹ ở lại. Từ năm 12 tuổi đến năm 17 tuổi mấy năm chuồng mới được cầu tóc, tức là phải trải qua một thời gian thử thách. Sau đó là ngài mới ở giới tỳ kheo, ngài đi khắp nơi để mà tòng thầy học đạo. Trước hết ngài đến tại Động Sơn là ngài Động Sơn Lương Giới, là tổ của tông Cầu Động. Rồi ngài Động Sơn là cho làm trưởng ban trai phạn, hồi xưa gọi là phản đầu, ngày nay gọi là trưởng ban trai phạn. Thì một hôm ngài đang đãi gạo, thì trong pháp hội đó có ngài Khâm Sơn, là cũng một bậc thiền sư mà ở trong các pháp hội. Thì mới hỏi ngài rằng đó, đãi cát bỏ gạo hay là đãi gạo bỏ cát. Thì ngài đáp lên: gạo cát đồng thời bỏ. Mà người nói được câu này là cái người phải thâm sâu trong cái thiền tông mới được, mới có lời này. Nhưng mà đây chỉ là lời nói, chỉ là lời nói được, nhưng mà chưa thấy được chính mình. Do vậy mà ngài trả lời rằng gạo cát đồng thời bỏ. Ngài Khâm Sơn hỏi: đại chúng lấy gì ăn? Rồi ngài bèn lấy cái thau mà đãi gạo úp xuống. Ngài Khâm Sơn nói: theo cái nhân duyên này thì huynh thì là hợp với ngài Đức Sơn Tuyên Giám, tức là có những cái động tác rất là đặc biệt. Hỏi đại gạo đây là bỏ cát hay là bỏ gạo? Gạo cát đồng thời bỏ. Thì qua một cái lối đáp đó thì ngài Khâm Sơn là biết cái nhân duyên ở chỗ cát chứ không phải ở chỗ của ngài Động Sơn Lương Giới. Rồi một hôm mà ngài Động Sơn hỏi: làm gì đây?
Rồi Ngài mới xua rằng đéo mang, tức là cái dụng cụ mà để xài cho cái nốt cơm nước đó, để đẩy gạo đó, đảo thành những cái bây giờ mình có thao, có xoong lớn mình đãi, còn hồi xưa là đảo những cái thùng để trở thành cái máng mà để vo gạo. Thì Ngài Động Sơn hỏi đảo mấy búa được thành. Ngài đáp rằng một búa đảo là thành. Ngài Động Sơn bảo vẫn là việc bên này, tức là chưa được, còn ở đây, còn bên đây bờ chứ không phải là bên kia bờ. Rồi Ngài mới hỏi việc bên kia thì sao. Thì là Ngài tiếp phong thưa rằng thắng được không chỗ hạ thủ, tức là cái chỗ đó không có sao hạ thủ được, việc bên kia là không có hạ thủ được, tức là không có tu tập rồi, tức là người đã đạt thành đạo quả rồi, tức là minh tâm kiến tánh. Thì Ngài Động Sơn bảo cũng là việc bên đây, thì việc bên kia thì sao. Thì Ngài không có câu trả lời, phải im lặng thôi. Mà nếu nói nữa thì có lẽ là người đã kiến tánh qua lời nói của Thầy, nhưng mà Ngài không có kết hợp cho nên im lặng. Rồi Ngài tạm biệt Động Sơn. Động Sơn hỏi ngươi đi đâu. Sư thưa tôi về trong đỉnh núi. Động Sơn hỏi đương thời từ đường nào ra. Sư thưa từ đường vượng bay đỉnh núi ra. Ngài Động Sơn hỏi nay quay lại đường nào đi. Sư thưa từ đường vượng bay đỉnh núi đi. Động Sơn bảo có người chẳng từ đường vượng bay đỉnh núi đi, ngươi biết chăng? Sư thưa chẳng biết. Tức là qua lời nói đối đáp thì có những cái Ngài biết và cái Ngài không biết. Thì tổ sư Ngài Động Sơn đây vẫn còn việc bên đây. Rồi Động Sơn hỏi tại sao chẳng biết. Sư thưa y không mặt mày. Động Sơn bảo ngươi đã chẳng biết tại sao biết không có mặt mày, thì Ngài cũng không đáp được. Từ đó là Ngài mới đến Ngài Động Sơn, Đức Sơn Tuyên Giám. Đức Sơn Tuyên Giám thì là đệ tử của Ngài Long Đàm Sùng Tính. Thì Ngài đến Ngài Động Sơn hỏi tông thừa từ trước, tức là trong cái thiền tông từ xưa đến nay đó, con có phần nào chăng? Thì Động Sơn đánh cho một gậy. Ngài bảo nói cái gì? Sư thưa chẳng hỏi. Tức là cái ở cái chỗ Ngài Động Sơn á, mà hỏi á, thì gạo và cát đồng thời bỏ đó. Qua cái câu nói thì Ngài Động Sơn, Ngài Không Sơn bảo rằng cái hộp với Ngài Đức Sơn, cho đến hỏi Ngài Đức Sơn vừa xong thì Ngài đập trong một gậy. Nói cái gì? Thì Ngài không trả lời được. Rồi hôm sau, rồi đến cái giờ thưa hỏi, tức là trong các cái pháp hội tổ sư ngày xưa đó, mỗi một ngày thì là nhắc nhở tăng, tức là người học đạo đó, là nạp tử đó. Có nơi thì hai lần, có nơi thì ba lần. Tức là buổi sáng đi trước khi đi lao động, tổ đó cho khai thị, tức là để cho thưa hỏi rồi mới đi lao động. Trưa là đúng giờ ngọ thì ăn cơm. Rồi chiều đó thì là có nơi thì lao động, có nơi không lao động thì cũng cho thưa hỏi rồi mới ngồi thiền. Rồi buổi tối là trước khi đi ngủ thì cũng cho thưa hỏi. Cho nên một hôm trong cái giờ thưa hỏi, Ngài Đức Sơn bảo tông thừa của ta không có ngữ cứu, thật không có một pháp cho người. Ngài nhân đây có tỉnh. Có tỉnh đây tức là thức tỉnh trong cổ mở mắt chim bao. Thì thức tỉnh thôi, cô chưa có rốt ráo. Rồi một hôm Ngài cùng nhâm đầu đến Ngao Sơn ở Lễ Châu đã gặp, đi trên đường đã gặp cái tiết, xuống qua nhiều, các Ngài không đi được.
Rồi Nam Đậu á là mỗi ngày cứ ngủ, còn ngày thì một bề cứ ngồi thiền, kể cả ban đêm không có dừng nghỉ. Rồi là ngày một hôm đó gọi ngày Nam Đậu toàn khoát á, sư huynh sư huynh hãy dậy đi. Nam Đậu hỏi làm cái gì? Ngài Thích Phong nói đời này mà chẳng giải quyết xong á thì cái lão văn thúy đi hành cướp đến nơi đến chốn sẽ bị y chê cười. Từ ngày đến đây sao chỉ lo ngủ. Từ ngày Nam Đậu nạp ngủ đi, mỗi ngày ngồi trên giường giống như thổ địa, ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn, tức là còn ngồi tham cốt á thì nó chưa có viên mãn. Bọn nam nữ ma quái á, tức là cái tâm trần lao vọng tưởng của mình nó vẫn còn chưa có cắt đứt được, bằng căn sanh tử chưa cắt đứt. Thì ngài mới chỉ trong ngực mình nói tôi trong ấy vẫn còn chưa ổn, không dám tự dối, tức là mình đã tọa ngộ rồi mà mình chưa có đạt đến cái chỗ cuối cùng á, thì ngài cũng thấy chưa có yên, vẫn là tham cố tích. Rồi ngài là Nam Đậu toàn hóa ngồi dậy nói rằng ông nếu mà ông thật như thế thì chỗ thấy của ông mỗi mỗi phải trình qua cho tôi biết chỗ phải thì tôi chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi vì ông đuổi dẹp. Khi tôi mới đến Diêm Quang thấy sượng đường nói nghĩa sắc không, liền được chỗ vào. Rồi ngài Nam Đậu bảo từ đây đến 30 năm rất kỹ không được nhắc tới cái chỗ này chưa phải, mà tới đến 30 năm sau cũng chưa được nói tới nữa. Rồi thì ngài mới trình bày tiếp, tôi thấy bề kệ của Động Sơn qua núi, tức là qua sông đó, ngài Động Sơn đi qua sông, ngài mới tỏa ngộ. Ngài có làm bề kệ là tối kỵ tìm nơi khác, mỗi vật đều ở trước mắt mình, xưa nay nó là mình và mình cũng giống là nó, tức là ngài đã triệt ngộ trong lúc mà ngài Động Sơn đơn giới tam cố với tất cả vị tôn túc trước. Nhưng mà ngài cũng vẫn còn cái thấu triệt, khi mà qua cầu á thấy bóng rọi dưới nước thì ngài Động Sơn mới triệt ngộ mới làm bài kệ này. Thì ngài Thích Phong nghĩa toàn lúc mà ở Động Sơn á thì qua bài kệ của ngài Động Sơn đơn giới thì là một trình bày qua bài kệ đó thì ngài Nam Đậu toàn khoát nói nếu còn mấy tự cứu chẳng xong, tức là hiểu qua cái bài kệ chứ không phải thấu suốt là chính mình, thì cái này thì tự cứu cũng chẳng được. Tức là người xưa đã nhắc nhở từng câu từng chữ, và chỗ nào đúng thì phủ nhận, còn chỗ nào không đúng là phủ định. Rồi sau hỏi Đức Sơn việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng, ngài Động Sơn đánh cho một gậy hỏi nói cái gì. Tôi trong khi đó giống như cái thùng lũng đáy, là ngộ đó, ngộ sâu hơn tí nữa. Ở chỗ này Tổ sư nói đây là cái chỗ của trùng quan, tức là chưa thấu qua mặt hậu lo quan, chỉ thấu trùng quan thôi. Thì ngài Nam Đậu nạt, ông chẳng nghe nói từ cửa mà vào chẳng phải là của báu trong nhà. Thì ngài Đức Phong mới hỏi rằng về sao làm như thế nào mới phải. Thì ngài Nam Đậu toàn phát nói rằng về sao nếu muốn xiển dương đại pháp, mỗi mỗi từ trong hông ngực của mình mà lưu sức, sau này cùng ta che trời che đất đi. Xưng nhân câu nói này liền triệt ngộ và đảnh lễ ngài Nam Đậu, đứng dậy và kêu luôn rằng sư huynh ngày nay mới thật sự thành đạo ở Ngao Sơn. Đó là lời của ngài và khẳng định ở chỗ Ngao Sơn ngài mới thành tựu. Trong khi đó ngài đã xâm học tới hai ba vị
mà con chưa thấu triệt, phải đợi đến cái chỗ ngài là Đức Sơn Tuyên Giám mà con chưa xong, mà phải qua cái chỗ ở Ngao Sơn với ngài Nam Đầu Toàn Pháp thì ngài mới thấu triệt. Và ngài đó nhảy rằng ngài tiếp đường nói: người học đạo lớp kia chưa biết phương hướng của đạo, cần phải tìm thầy bạn để thăm hỏi. Tức là cái kinh nghiệm của ngài đó, mình chưa được minh tâm kiến tánh thì cần phải có thiện tri thức để chỉ dạy. Đó là lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng ở trong kinh Pháp Bảo Bảo Đàn. Thì lịch lễ tổ sư á, thì cái kinh Pháp Bảo Đàn thì các ngài đã lầu thông hết rồi. Và sau khi mà ngài đi thăm quán canh đó thì ngài mới ra dạy trước mọi người rằng: người học đạo lớn chưa biết phương hướng của đạo thì cần phải tìm thầy để thăm hỏi. Bậc thiện tri thức không thể đem đạo giáo quá đơn độc. Tức là cái bậc thiện tri thức là cái người đã minh tâm kiến tánh rồi, mà khi đi ra giáo hóa thì cũng không phải một mình mà làm được việc, thì cần phải có bằng hữu thiện tri thức, tức là cái người đã minh tâm kiến tánh mới trợ giúp cho mình. Mà phải nhờ người học đạo giúp đỡ phù trì. Bởi thế, làm chủ ngôi chùa tất có những bậc thấy đạo đức, lập thành pháp hội tất có những nọc tử hiện đến. Tức là dựng một đạo tràng nó cần phải có người phụ tá, mà cái người phụ tá cũng phải là cái người minh tâm kiến tánh mới giúp được thành tựu. Nếu mà người không thấy tánh thì không thể giúp được. Thì cũng như có một lần có một Phật tử đến đây cũng muốn thăm cứu thiền, nhưng mà cũng chưa có rõ gì lắm. Rồi hỏi mấy thầy ở đây, rồi mấy thầy cũng không có nói gì, nói cho Phật tử rằng biết rồi còn hỏi, làm cho Phật tử giật mình và ngơ ngác. Nếu mà một cái đạo tràng chuyên về thiền tâm thì phải có người phụ tá, mà người phải biết pháp thiền. Thì dù mình không rõ đó thì mình phải chỉ cho cái người khác, hướng dẫn người ta. Thế lần này ta hỏi về thiền thì mình nói rằng đã biết rồi còn hỏi, thì làm cho cái người học đạo ta ngơ ngác thêm. Thì cái này là một cái điều rất thiếu sót. Nếu đạo tràng không có bậc thiện những tri thức hộ trì thì đạo tràng đó cũng không có người hiện đến để học đạo. Đó cũng giống như hổ gầm, gió mạnh, rồng cuộn mây bay. Nếu mà có bậc thiện tri thức ấy, thì cái lợi ích rất lớn. Xưa kia Mã Tổ ở đất Giang Tây nhờ có Bách Trượng Nam Truyền mà hiển được đại cơ đại dụng. Tức là ngài Mã Tổ thì là đệ tử của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Rồi sau khi ngài đã triệt ngộ rồi thì ra hầu thầy ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng tới 15 năm, dứt hết cái tập ký, ngài mới ra hoằng hóa ở tại Giang Tây. Thì có ngài là Bách Trượng Hoài Hải và Nam Truyền Phổ Nguyện và Tây Đường Tí Tạng là một những cái bậc lỗi lạc trong thiền môn, tức là đệ tử của ngài Mã Tổ, để giúp cho thầy mình như là rồng gầm, gió mạnh, rồng cuộn mây bay, tức là làm cho cái đạo tràng hưng thịnh. Chính vì thế mà Mã Tổ độ cái người kiến tánh tới 139 người. Bởi vì có đại cơ mới có đại dụng, mà hẳn là cái người học đạo mà không có đại cơ, tức là cái căn cơ nó thuộc về cái là rất là lớn, là cái sau này cái người đó đó là nói giỏi cái tông môn, mà không có những người lỗi lạc đến tham học á thì Mã Tổ cũng không có cái đại dụng. Ngài Nam Truyền, ngài Bách Trượng, ngài Tây Đường, tức là ngài Tri Tạng đó,
không phải là bậc đại cơ á, không phải là người hiện trí á, thì Ma Tổ cũng không có cái đại dụng, cho nên có đại cơ đại dụng hiện tiền. Hoặc là ngàn năm có một tấm, có một lần trùng hợp, tức là cả ngàn năm mới có. Thường ở trong các cái đạo tràng tổ sư tổ trước á, chỉ có một hoặc hai người trợ phá thầy mình, chẳng hạn như ngài Bích Trượng, thì trong đó là có ngài Hoàng Bá và ngài Quy Sơn Linh Hữu. Đằng này á, thì ngài Mã Tổ thì có rất là bực lỗi lạc đến tham học, thì giờ đạo của Tùng Lâm á, ở trong Tùng Lâm mới được là rộng rãi và truyền bá sâu rộng trong dân gian cho đến bây giờ. Cái điều đó là cái điều rất là hy hữu. Luận thuyết không còn ngờ, phất phới như lông hồng gặp gió, cuồn cuộn như cá lớn về biển khơi, đều là cái thể tự nhiên vậy. Rồi đến kiến lập được công quân của Tùng Lâm, tăng phần rực rỡ của Phật Tổ, tức là ngài Bách Trưởng á, rồi có soạn ra cái thanh quy gọi là Bách Trưởng Thanh Quy. Rồi mỗi một vị đệ tử của ngài Ma Tổ đó, rồi mỗi người là ở một phương hoàng quá, làm cho cái tông phong của Ma Tổ hay là bậc thầy của mình đó, nó lan khắp mọi nơi mọi chỗ. Là do đệ tử lỗi lạc đi ra hoàng quá khắp nơi, hỏi đệ tử có ai nói của Ma Tổ à. Rồi đó, ngài mới nói rằng tiên sư, tức là thầy của ngài Tiết Đường á, trụ trì chùa Long Môn, nhân một bảo chiều bảo tôi rằng ta không có đức nghiệp, tức là mình là một bậc tổ sư nhưng mà các ngài tự trách mình là không có cái đức nghiệp, nên không hay quy nạp sâu rộng được các hàng nạp tử khắp nơi ở Hồ Hải, tức là cái đạo tràng của ngài chỉ tăng đến tham vấn rất là ít. Ngài tự tha, tức là mình đã thiếu đi cái phần đức nghiệp, cho nên không cảm được đến tăng ở mười phương. Hồ Hải là chỉ cho mười phương đến tham học với ngài, mà chỉ đến quá ít cho ngài tự trách. Ta nói với ngài Tiết Đường như thế. Rồi ngài mới nói rằng á, là thật đáng hổ thẹn với lão tăng chùa Đông Sơn. Ngài nói xong rồi buồn rầu rơi lệ. Tôi thường nghĩ lại việc đó mà suy đến ngày nay, những người làm bậc thầy khuôn mẫu cho đời, đem so sánh với cổ nhân thì xa cách nhau gấp muôn lần vậy. Tức là các ngài đang hoằng hóa, rồi cái đạo tràng cũng hoằng hóa, nhưng mà tại sao đạo tràng của người ta đông quá mà đạo tràng của mình lại ít? Đó là do mình đời trước không có gieo cái duyên cho chư tăng mười phương, cho nên đời nay không gặp lại. Mà đời trước mình á gieo cái duyên sâu rộng á, thì đời nay mình mới gặp được những cái người đến học đạo rất là đông. Sở dĩ mà tôi làm thầy khôn á, mà ra giới thiệu với các vị rồi cũng nhầm kết duyên cho các vị, để đời sau á, khi mà sinh ra đời sớm gặp lại Phật Pháp, biết đâu là các vị đã biết được các pháp này nói lại với những người khác, và biết đâu là đời sau tôi lên gặp lại các vị để mà tu tiếp. Cho nên theo như lời của Hòa Thượng Chư Lực nói là làm thầy khôn, tức là không có lượng sức mình mà ra làm thầy thiên hạ, đó là cái điều không nên. Nhưng mà gắn lại á, nếu mà không gieo duyên các vị, đời sau sợ rằng là mình khó gặp lại. Mặc dầu mình biết rằng ngày nay mình gặp lại Thiền Tông á,
là chứng tỏ đời trước mình cũng đã tu tập rồi, nhưng mà chưa đến đâu hết. Đường dài ngàn dặm mà đi mới có một hai bước đã qua đời rồi, cho nên còn cái chút duyên xưa đó, nên ngày nay gặp lại. Và cũng mong rằng ở đời sau sẽ gặp lại Thiền Môn. Cho nên không có quá ngại cái sự tu tập mình cho đến đâu, học có thể không đầy lắm ít, mà làm thầy khôn giới thiệu các vị đây là một người bảo gan, không điếc không sợ súng. Nhưng mà cái người đã kiếm tánh rồi đó, thì các ngài nói là đúng cơ, đúng thời, và nó phù hợp với cái tất cả mọi người. Có khi ngài nói trong cái phổ thuyết, tức là ở nơi đạo tràng trong người, nó không phù hợp với đông người. Biệt thuyết tức là nói với một hai người, nó cũng phù hợp với một hai người, bởi vì các ngài đã xong đại sự của chính mình, biết đương cơ mắc kẹt ở chỗ nào, tùy theo đó mà các ngài là sao chốt nhổ đinh. Cho nên ngài đã tự trách là không có gieo duyên ở đời trước, cho nên đời này á mình không có gặp được đông người, cho nên lấy làm hổ thẹn. Thì chúng ta thấy ngài lại dạy tiếp: khi ta chùa Long Môn, ngài Linh Nguyên, ngài Linh Nguyên là đệ tử của ngài Hoàng Long Huệ Nam. Ngài Linh Nguyên là tổ thứ 10 của Tông Đăng Tế. Thì một hôm là ở chùa Long Môn á, ngài gặp ngài Linh Nguyên ở chùa Thái Bình. Ngài Linh Nguyên á bị quan Hữu Tư đem việc vô lý sách nhiễu, tức là cái quan địa phương là gây khó khăn cho ngài Linh Nguyên. Mà gặp nhau như thế là cái quan trái của đời trước, cho nên là biết ngài là cái người hoàn hóa về Phật pháp. Nhưng mà cái vị quan Hữu Tư này thì đem những cái điều vô lý để gây khó khăn cho ngài Linh Nguyên. Rồi ngài mới liền viết thơ gửi về ngài Hoàng Long Huệ Nam, tức là gửi về cho Tiêu Sư, nói: nếu đem tâm ngay thẳng để làm việc đạo, hầu như không thể thi thố được. Tức là cái tâm ngay thẳng mà ra hoàng hóa với mọi người thì là không làm được, với những người mà có tâm xỉn phúc không dạy họ được. Trong thơ ngài trình với ngài Hoàng Long như thế. Còn nếu đem cái tâm cong queo để trụ trì thì quả thật không phải là chí hướng của tôi, tức là không phải cái ý của ngài Linh Nguyên. Nên chẳng bằng tôi phóng y trong khoảng núi rừng trùng điệp, ngày ăn thóc cỏ vật, để độ quãng đời sống còn thừa lại. Sao cứ khư khư giữ việc như thế này chứ? Thư gửi đến không được không tới 7 ngày, hay là không đến được 2 ngày, tức là thư đến cho ngài Hoàng Long á, không được 2 ngày thì ngài Hoàng Long nhận được và bảo rằng nên lui về ở đất Giam Tây, tức là nơi về có chỗ Mã Tổ đó, chỗ này không hợp duyên thì mình đi tránh nơi khác, đừng ở lại. Mà ở lại thì người ta sẽ tạo tội, bởi vì bất hết một vị tăng á, là một cái vị tổ sư đã minh tâm kiến tánh á, thì cái quả báo rất là lớn, cho nên phải tránh đi, đừng để người ta gây tội. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái tứ thập nhị chương á, ở trong cái Bát Đại Nhân Giác, tứ thập nhị chương lâu quá tôi cũng quên rồi, nhưng mà Phật dạy rằng ác nhân hại hiền giả, tức là người ác mà hại người hiền đó, nhưng mà ngửa lên mặt lên trời mà phun nước miếng, nước miếng không có tới trời mà ra rơi trên mặt mình, nhưng mà ngược gió tung bụi, bụi không có đến người khác mà quay lại dính nơi mình, cho nên người hiền không thể hại.
Và cái quan này á, là đem những cái điều vô lý bị sách nhiễu, cho nên Ngài không có bằng lòng, tức là không thuận theo thế tình. Mà thẳng theo đạo tình thì nó không hợp, thì bắt buộc là phải viết thơ để hỏi ý của thầy. Thì thầy bảo là thôi về Giang Tây đi, không nên ở lại. Đó là cái người xưa. Và ngày nay chúng ta cũng thế, nếu chỗ nào không hợp duyên á thì cũng nên đi nơi khác. Chỗ nào hợp duyên thì mình dừng trụ, chứ đừng có nghịch ý lại. Nghịch lại thì nó không có lợi cho bản thân, mà cũng không lợi cho cái người đã có ý không thích mình. Cho nên chúng ta cũng phải né tránh. Dù thời xưa hay thời nay, chúng ta hoàn truyền Phật Pháp phải là đầy đủ pháp nhân, pháp lý. Nếu mà không có đầy đủ pháp nhân, pháp lý mà qua ra hoàn truyền Phật Pháp đó, thì nó không hợp với đạo, cũng không hợp với đời. Bởi vì ngày nay nó có một cái hiến chuông trong đạo, tức là Phật giáo có hiến chuông. Và ngoài đời thì có luật pháp, có quy định, mà mình làm trái với cái quy định thì nó không có lợi cho mình và cho người. Cho nên không phù hợp thì nên đi tránh. Dù xưa hay nay không phải như thế thôi. Rồi là Ngài Thiết Đường cũng nói rằng Ngài Linh Nguyên đem sự vật so sánh với các nạp tử rằng, tức là Ngài thì thường hay lấy, tức là so sánh vị tổ này, vị tổ kia mà đem ra để dạy chúng, tức là lấy cái lời hay ý đẹp và thật sự trong cuộc đời tu hành của người học đạo, Ngài chỉ dạy với đại chúng. Thì Ngài nói rằng cổ nhân có nói, ví như người thợ làm tượng, và làm tượng bằng đất hay bằng gỗ, thực sự tạc tượng đó, bằng đất hay bằng gỗ hay là bằng đá. Mà nếu thợ làm tượng gỗ thì trước hết phải làm tay và lỗ mũi lớn, làm cái lỗ tai nè, chứ cái lỗ mũi nè, cái cánh tay nè, làm cho nó lớn. Còn miệng, mắt thì nhỏ. Nếu hoặc có người chê trách thì tai, mũi lớn lên, tức là lớn thì làm cho nó nhỏ lại. Còn miệng, mắt nó nhỏ thì có thể làm cho nó lớn lên, tức là mình phải phòng hộ đó. Tạc tượng không phải tạm một lần mà nó thành tựu, mà phải là phát thảo trước đó đã, rồi đẻo gỗ xung quanh trước, những cái gì mình muốn làm thì làm trước. Nếu người ta không hài lòng á, thì nói mắt nhỏ quá thì mình làm lớn lên đó. Còn lỗ tai thì mình làm lớn trước, còn nếu lớn quá thì mình làm nhỏ lại. Đó là cái gì? Đó là chỉ chúng ta tu hành đó. Mình phải từ từ. Miệng mắt nhỏ thì có thể làm cho lớn. Người làm tượng đất thì tai mũi trước hết, phải để cái nhỏ, cái miệng mắt để cho lớn. Để cái trước hết thì phải để cái miệng nhỏ, con mắt phải để lớn. Nếu hoặc có người che trách thì tai mũi nhỏ để làm cho nó lớn, miệng nhỏ, miệng mắt lớn phải làm cho nó nhỏ lại. Ôi, lời nói này tuy là tầm thường nhưng có thể lấy đây để dụ cho những việc lớn. Người học đạo một khi vụ việc nó tới mà biết lựa chọn việc đó nên làm hay nên bỏ, cần phải trải qua 3 lần suy nghĩ mới có thể cho đó là người trung hậu được. Tức là muốn làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Cái đáng làm thì làm, còn cái không đáng thì cũng đừng phí sức với nó. Mình phí sức thì nó chướng ngại cho con đường tu tập, và con đường văn hóa những việc lớn việc nhỏ, nếu mà mình không có cái biết tiến hay biết lui thì nó trở thành là không phải là cái bậc pháp khí đại thừa rồi. Cho nên chúng ta thấy Ngài là, mà thường thường tổ sư ví cổ nhân đây á, là chỉ cho những cái bậc cao tăng đắc đạo, cao tăng đắc đạo.
tức là bậc thường xuyên lỗi lạc. Thì công ngài nói chung không nêu đích danh người nào, mà hơn nêu đích danh người nào thì phải nói rõ ngài nói cái gì. Rồi chúng ta thấy ngài Tiết Đường cũng nói rằng Vạn An đưa Cao Am qua chùa Thiên Thai, lúc trở về nói với ta rằng có Đức Quán Thủ Tọa ở ẩn dật trong núi Cảnh Tinh đã 30 năm, không 30 năm, tức là ngài Tiết Đường nói với ngài Vạn Am, ngài nói rằng ngài Vạn Am đưa Cao Am, Vạn Am, Cao Am là hai vị qua chùa Thiên Thai, thì lúc trở về nói với ngài Tiết Đường rằng có Đức Quán Thủ Tọa ẩn dật trong núi Cảnh Tịnh đã trải qua 30 năm, không hề bước chân ra khỏi núi. Quan Quận Thú Long Học Cảnh Công đặc biệt ưu ái, tức là ngài không có rời khỏi núi, ở trong chùa, ở trong cái am của ngài là hơn 30 năm. Rồi có một cái vị quan là tức là Quan Quận Thú Long Học đó, tên là Cảnh Nông, đặc biệt ưu ái muốn đón ngài về chùa Thủy Nham. Đức Quán, Đức Quán tức là ngài Đức Quán là một vị khác viết một bài kệ, tức là ngài là Thủ Tọa đó, cái tên là Đức Quán, viết bài kệ từ chối, tức là ngài không có nhận. Ngài nói rằng 30 năm trọn đánh trần ai, bỗng được quan sai sứ lại mời, việc vụn nhân gian đừng đổi chát, đời nhà rừng núi cuộc đời tôi, tức là ngài từ chối không có có ra hoàng hóa mà ở nơi núi rừng, bởi vì ngài biết được mặc dầu đã đạo đức của ngài đã cảm đến được cái vị quan này, mà thời xưa đó vị quan đó mời được mời tất cả các vị mà công tăng đắc đạo để về cái địa phương mình ra hoàng hóa, nhưng mà mời về làm trụ trì rồi đó thì cái vị quan đó là không có đá động tới ngôi chùa nữa, mà cũng không can thiệp vào cái việc hoàng hóa của một thiền sư đó, nhưng ngài lại từ chối. Cũng giống như là Lục Tổ Huệ Năng khi mà vua Đường Trung Tông đó, thì là thỉnh ngài về hoàng cung để hoàng hóa, thì ngài đã từ chối. Ở nơi cung đình thì có rất nhiều vị cao tăng đắc đạo, ngài đã từ nguyện ở núi rừng thôi, nhưng mà vua Đường Trung Tông lại là rất kính trọng. Rồi Cảnh Công lại sai sử đến lần thứ hai, nhưng ngài cũng vẫn cố từ. Cảnh Công than rằng đó là dòng của Ẩn Sơn ngày nay vậy, tức là ngài Ẩn Sơn là đệ tử của Mã Tổ, trước đó là ngài là một cái vị giảng sư lỗi lạc, giảng các đạo tràng nổi tiếng tông. Một hôm đến tham vấn với Mã Tổ, thì qua cái lời dạy của Mã Tổ thì cái ngày này đã được kiến tánh. Nhìn xem lại thì mình không có duyên hoằng hóa, mà nếu có duyên hoằng hóa thì cũng gặp nhiều trở ngại, cho nên các ngài không có cưỡng, cũng không có ra hoằng hóa đi ẩn trong núi sâu. Và có một cái vị tăng ở nơi cái đạo tràng đó đi vào trong núi để chặt cây hay thuốc, rồi đến cái bờ suối thấy cái dòng nước đó trong, ngài đã rửa tay thấy có cọng cỏ ở cọng rau, nó từ thượng nguồn nó trôi xuống, thì cái vị tăng mà đi hay thuốc đó thì biết rằng ở trên thượng nguồn ắt hẳn là có cao tăng đắc đạo. Lần mò lên thì quả thật có một cái âm tranh, thì qua đôi lời vấn đáp
Thì do là cái vị tăng đó là trở về thuật lại trong cái đạo tràng của Ma Tổ. Thì ngài Đại Mai Tý Thường đó, ngài mới nói rằng ta xưa đó có nghe qua cái vị này, rồi mới đàn sai chư tăng nó đi vào trong núi để xin ngài ẩn sơn ra. Thì do ngài đã viết cái giấy để lại, tôi lão tăng không có ở rửa đâu, đừng có tìm kiếm mất công, ngài ẩn luôn không có ra vòng qua. Thì cái ngài thủ tọa này á, ngài cũng không có chịu ra vòng đó, tức là ngài Đức Quán. Thì giờ là so sánh cái ngài Đức Quán là giống như ngài Ấn Sơn thời xưa. Rồi Vạn An nói ở chùa Thương Tha có bậc lão tăng ghi lại được lời nói của Đức Quán thủ tọa rằng chẳng liệu được gốc đạo chìm đắm để sinh tử, chứ liệu đây là lời thấu suốt, tức là ngộ lại cái bản tâm của chính mình, làm chủ được cho mình tự do tự tại giữa cuộc đời này. Xúc cảnh liền sinh tâm, tức là mình rau chưa minh tâm kiến tánh thì thấy cảnh thì tâm liền động. Cho nên lục tổ dạy chúng ta rằng thấy tất cả các cảnh giới thiện ác mà tâm không giới cõi mới gọi là tọa. Bên trong thấy rõ tự tánh chẳng động mới gọi là thiền. Thì ở đây ngài là Vạn An nói ghi lại, tức là ra chùa ghi lại cái lời dạy của ngài thủ tọa Đức Quán đó. Thì nói rằng chẳng thấu rõ được chính mình thì chắc chắn thì chìm trong sinh tử luân hồi. Do không có minh tâm kiến tánh, chỉ là xúc cảnh là sinh tâm, thì tình động niệm giấy, tâm ý như hổ lang xiểm nịnh lừa dối, cậy thế lực a tòng, theo danh và trục lợi, bỏ chân đeo đuổi vận, trái giác hợp trần, đều là những việc mà người tu đạo nơi rừng núi trọn chẳng bao giờ làm. Ta nói Đức Quán cũng là một bậc anh tài trong hàng tăng chúng vậy. Tức là ngài là Vạn Am ca ngợi ngài là Đức Quán là một người đó, là mặc dù ở trong rừng núi nhưng mà ngài cũng có một cái đạo tràng và cũng là dạy chư tăng, chứ không có ra thành thị mà nhận ngôi chùa lớn do quan lại thành lập mà dạy chúng. Thà ở núi rừng nhưng mà cũng có dạy chúng. Thì ngài Vạn An là cái đệ tử của ngài là Đại Huệ Tông Cảo. Còn ngài Đức Quán là đệ tử của ngài Phật Nhãn Thanh Viễn. Rồi đó là ngài giải thích chúng ta rằng tiết đường, tức là ngài tiết đường đó, người khác là vậy đó, nói là ngài tiết đường là sinh trưởng trong một cái gia đình giàu sang quý mà không có thái độ kiêu căng. Mà thường cái người giàu đó thì cũng chứng tỏ, tuy là còn tại gia nhưng mà mình cũng chứng tỏ là người đã là giàu sang phú quý, mà khi vào chùa rồi đó thì cái nét kiêu hãnh vẫn còn. Nhưng mà đối với cái ngài trước đường á thì lại không có một cái thái độ kiêu căng, sống nếp sống thanh nhã, chẳng ham chuộng vật chất. Khi ở núi ô cư có một nạp tử dâng ngài một cái tấm gương bằng sắt. Ngài Tiết Đường nói nước trong khe suối có thể soi rõ được cả một sợi lông tóc. Tích trữ vật này để làm gì thì ngài khước từ không nhận. Tức là đôi khi mình cạo râu cũng nhờ có kiếm, có người cạo râu cũng không cần kiếm. Thì các ngài ra lấy cái nước trong rồi soi mình ở dưới, chỉ là cạo râu còn tóc thôi,
chứ không cần kiếm. Bây giờ là mặc dầu được cái người khác cúng dường, tạo cái phương tiện để cho mình cạo râu cạo tóc thì dễ dàng, nhưng mà ngài cũng không nhận. Đó là một cái việc rất là khó, rất khó. Hồi xưa làm được nhưng mà sau nay rất khó. Đại năng khó quá, khó quá. Cho nên á, vào cái sự xưa đó thì các ngài cái tâm lực nó mạnh mẽ, học đạo nó dễ thành tựu. Ngày nay so với người xưa là chúng ta không bằng. Nếu mà mình không học á thì không có biết cái giới luật của Phật chỉ dạy, không biết lời dạy của tổ sư, cũng không thấu rõ được cái lời thầy mình nói. Mà nếu tu thì do là ở nơi cái các tông phái khác thì là không được lợi ích, nhưng mà đối với chuyên môn á, đặc biệt là không phân biệt tư cách. Dù người không biết chữ, dù cái người già cả, dù cái người có tật nguyền thiếu là các căn, nhưng mà cũng có tư cách để xâm thiền. Đặc biệt cái này riêng với cái người xuất gia đó mà đến học đạo á, thì là vị trụ trì phải xét xem người này có lọt có què không, có đuôi có đếp không. Mà nếu có đuôi có đếp á, thì là không nhận. Tại sao? Bởi vì không được thọ giới tỳ kheo. Mà tỳ kheo á, thì mắt tai mũi lưỡi thân ý phải trọn vẹn. Tại sao? Bởi vì đây là mô phạm cho người đời soi gương. Nếu có tật có nguyện thì làm sao người ta phát khởi phát được thiện căn. Cho nên là nhận một cái người đệ tử thì phải có sáu căn đầy đủ, mà cũng không có bệnh truyền nhiễm. Nếu bệnh truyền nhiễm thì vô chùa lo lo bệnh, không làm sao lo tu hành. Rồi điều thứ hai nữa là không bệnh tâm thần. Nếu mà bệnh tâm thần thì nói sai giáo lý của Phật rồi. Nhưng mà cái người không biết chữ, sáu căn không đầy đủ, ví dụ như là mình mù nhưng mà còn lỗ tai để nghe, cái miệng để hỏi, cũng vẫn thân thiền được. Cái người tuy điếc nhưng mà mắt thấy, thấy không? Thì do là miệng nói được cũng vẫn hỏi đạo được, viết chữ hỏi, thấy không? Rồi á, cũng gieo duyên với Phật Pháp á, dầu cái người đó là có xe cổ ra cán á, tai nạn giao thông, mất một tay hoặc mất một chân, cũng học hỏi Phật Pháp được, bởi vì còn mắt tai mũi lưỡi, trí não không có bị tâm thần, vẫn tham thiền được. Đây là cái điều đặc thù trong thiền tông. Chính vì thế mà chúng ta thấy lục tổ đâu có biết chữ, mà cũng là cái là vị tổ cuối cùng của 33 vị tổ. Rồi ngài Ma Tổ cũng đâu có biết chữ, ngài Bích Trượng cũng đâu biết chữ, ngài Cao Phong Nguyên Dự cũng đâu biết chữ, đều là những vị lỗi lạc trong thiền môn. Ngài Sự Hồi cũng không biết chữ. Cho nên chúng ta thấy ngài Sự Hồi sẽ kể rằng ở trong cái chùa nọ, để kêu ngài đến, ngài đến đó là làm công quả chuyên môn là chẻ đá để xây chùa. Thì nghe cái vị tăng ở bên cạnh á tụng kinh Pháp Hoa, ngài thấy là sanh tâm ưa thích, nhờ cái vị tăng bên cạnh để chỉ dạy. Nhưng ngài cũng nói trước tôi không biết chữ, thì cái vị tăng cũng có cái tâm, nếu ông không biết chữ thì ông học theo tôi mỗi ngày tôi nói mấy chữ thì ông phải nhớ. Nhưng mà các vị biết đó, là cái người không biết chữ tâm họ sáng lắm. Họ mình rồi một cái bản, một cái trang giấy mình đọc đi cái chục lần chưa thuộc, nhưng mà những vị đó họ học học từ năm ba lần họ thuộc lòng, họ thuộc liền. Tại vì tôi có bà cô cũng không biết chữ, không biết chữ, nhưng mà kinh nào cũng thuộc lòng hết. Di Đà, Bổ Môn, rồi Địa Tạng, học nằm lòng hết. Nhưng mà nhìn cái mặt chữ á, mà chữ Hán hồi xưa là tụng mà chữ Hán, chưa có chữ Việt rất ít, mà bà cũng không biết chữ Việt nữa, mà cũng không biết chữ Hán nữa. Nhưng mà do có cố tâm á, cho nên được thầy chỉ dạy thì bà thuộc lòng hết.
mà nhìn mặt chữ Hán là biết chữ đó liền, nhưng mà biểu viết viết không được, không biết viết, nhưng mà đọc chữ đó được. Thì ngày Tư Hồi đó là học thuộc lòng cái bộ kinh Pháp Hoa, ngày mới là vừa trẻ đá vừa vừa tụng kinh, trải qua năm tháng cơ duyên hộ đủ, phải cơ duyên nha. Cũng như trái cây á, thì nó tới mùa nó phải chín, phải không? Chín thì cũng tự động thời kỳ ngày Tư Hồi nhân duyên hộ đủ. Thì hòa thượng trụ trì là có một tổ sư đã kiến tánh. Một hôm ngài đến bên cạnh ngài Tư Hồi, hỏi rằng ông tụng cái gì đó? Nói dạ tụng kinh Pháp Hoa. Để làm gì? Để minh tâm kiến tánh thành Phật. Thì vị trụ trì nói ta có pháp thù thắng hơn nữa, mà ông có chịu học không? Nếu mà có phương pháp thù thắng hơn kinh Pháp Hoa thì hòa thượng dạy con. Thì như là ngài chỉ dạy cho tham thời đầu, rồi ngài cũng vẫn vừa tham mà vừa trẻ đá. Một hôm đó là có cái viên đá nó cứng quá, ngài mới gian cù lừ, tức là gian hết sức mạnh đó, dùng hết sức mạnh của mình, nói tiếng bình dân là gian cù lừ, đập cái viên đá nó nhán lửa, cái ngài ngộ luôn. Ngộ rồi thì cái vị trụ trì á là mời đại chúng ngồi ra, là mời ngài Tự Hồi lên thăng tòa thuyết pháp, thì ngài mới kể lại cho đại chúng nghe đó. Cho nên đặc biệt của Thiền Tông đó là không phân biệt tư cách, nhưng mà đối với luật của Phật và thọ thì kheo đó là không đủ luật căn và không cho thọ, bởi vì vị tăng là mô phạm, làm gương mẫu cho người đời thì thân hình phải đoan nghiêm chính trực nó mới độ cho xuất gia. Còn cái thiền môn thì bất cứ ai cũng được. Nhưng chúng ta nên biết rằng người thâm thiền là chỉ đặt câu hỏi. Mà ở trước thì tôi cũng đã giới thiệu nhiều lần rồi, hôm nay còn mấy phút tôi xin nhắc lại. Thâm thiền á, thiền là một pháp tu tập, hay là tham thoại đầu. Thoại đầu á, như ngài Hư Văn giải thích á, là như người bị bệnh tê bại mà muốn đi á, thì phải nhờ cây gậy. Cây gậy là câu thoại đầu, đi là cái nghi tình. Mà cái người á, tham thiền muốn có nghi tình phải nhờ đến câu thoại đầu. Nghi tình nó có công năng cắt đứt tất cả những cái trường lo phiền não, để cho tự tánh chúng ta tự hiện, mới gọi là kiến tánh. Mà tham thoại đầu á, thì có nhiều người cho rằng là chúng ta tham thoại vĩ, nhưng mà theo ngài Hư Văn giải thích rất rõ ràng, người tham thoại đầu không phải là tham thoại vĩ mà đã lìa thoại vĩ rồi. Chẳng hạn các vị từ ở nhà mình mà đến vào nhà của cô bác bên cạnh thì cũng phải đã ra khỏi nhà, mà chưa đến nhà cô bác bên cạnh mình đi trong giây lát nó sẽ đến, là đã lìa thoại vĩ rồi. Nhưng mà trên đường đi chưa đến thoại đầu. Thoại đầu là cái chỗ chưa có tác ý, chưa có khởi niệm, chưa có khởi niệm, chưa có tác ý, cũng chưa nổi niệm, tức là không, nói tóm lại là không có tác ý mới gọi là đầu. Mà có tác ý là thoại vĩ. Do các nhà nghiên cứu qua cái lời nói này cho nên khẳng định là chúng ta tham thoại vĩ, nhưng mà lịch đại tổ sư các ngài nói là chúng ta đã lìa thoại vĩ rồi. Một ngày nào đó chúng ta tham liên tục sẽ đến thoại đầu. Rồi đến thoại đầu rồi đó thì thanh linh, cái thoại đầu nó tan vỡ thì tự tánh mình tự hiện, gọi là kiến tánh thành Phật. Còn ngày nay ta hỏi mình tu thiền để làm gì, thì mình chỉ trả lời rằng tôi tham thiền để thấu rõ đời luật chính mình, để làm chủ cho mình sống giữa cuộc đời này tự do tự tại, không có gì khác. Chứ còn mình nói mình để tham thiền để thành Phật, ta cự mình liền á. Ông Phạm Phu tại sao nói như lời nói lớn thế? Mà mình trả lời đơn giản là muốn thấu rõ lại chính mình thôi, biết mình là ai để làm chủ được mình, sống giữa cuộc đời không bị nó trần lao phiền não nó dây quanh,
không bị buồn vui hờn giận nó làm khốn khổ tự tại giữa cuộc đời. Tôi mong rằng tất cả chúng ta, mỗi người nên vì mình. Lâu nay các vị đây vì gia đình, vì bạn bè, vì cha mẹ, vì vợ chồng con cái, rồi đối với xã hội quá nhiều bổn phận. Ngày nay em cũng lớn tuổi rồi, thôi là vì mình, mà tuổi trẻ cũng vì mình, mà làm sao nó không chướng ngại trong cái sinh hoạt hàng ngày, không chướng ngại trong cái công việc của mình đối với xã hội, mà cũng không chướng ngại cái công phu, vừa có công phu và vừa hoàn thành mọi công việc đối với xã hội. Đó là cốt lõi của người hành giả tham tổ sư tiền. Muốn được như thế chúng ta phải để khởi câu khởi đầu mà tham. Đến đây kính chúc các vị sanh tâm trường an lạc, và chúng ta nghỉ.